anh có bị làm sao không đấy? Ơ kìa, tôi bảo là tôi chưa say đâu đấy. Này, cạn ly. Ôi dồi ôi, như này mà anh còn bảo chưa say à? Ôi dồi, ây à, chồng anh như này mà cũng nặng phết nhở. Này, cô thơm mà. Này, như thế này có vẻ là không phải đâu. Này, sao lại... À, đúng rồi. Như vậy là hôm qua đã phát sinh. À, chào anh. Tôi nghe mẹ bảo anh chính là anh Long đúng không? Đúng rồi, tôi tên là Long. Để tránh mất thời gian ấy, tôi vào vấn đề chính luôn nhá. Tôi đang cần một người đóng giả vợ của tôi trong một cuộc hôn nhân giả. Hợp đồng hôn nhân giả? Việc cũng dễ thôi. Bây giờ cô chỉ cần đóng giả làm vợ của tôi. Trong khoảng thời gian đó, hai bên chúng ta sẽ giả vờ như yêu đương. Tôi cần một người để bố mẹ tôi thì yên tâm giao lại toàn bộ tài sản cho tôi, cô hiểu chứ? Hợp đồng hôn nhân giả không phát sinh tình cảm, không quan hệ và được 500 triệu á? Đúng rồi, sau khi kết thúc hợp đồng, số tiền cô sẽ được nhận là 500 triệu. Sao, cô thấy có vấn đề gì à? À, tôi cảm thấy là nó nhiều quá thôi. Thôi được rồi, sau khi kết thúc hợp đồng, nếu như cô làm tốt, tôi sẽ xem xét tăng thưởng. Nếu như cô đồng ý rồi, mời cô ký vào đây. Thôi chết, trong hợp đồng đã bảo là không được phép phát sinh tình cảm rồi, thế mà bây giờ lại... Sao đau đầu thế nhỉ? Chắc tối qua chỉ là nằm mơ thôi, chứ không thể nào phát sinh quan hệ được. Chuyện tối ngày hôm qua không thể nào là nằm mơ rồi. Anh định đi làm luôn đấy à? Tôi vừa mới nấu xong đồ ăn sáng rồi. Anh ngồi xuống ăn đi rồi hãng đi làm. Tôi nhớ trong hợp đồng cô không cần phải làm việc nhà cơ mà. Vú nuôi đâu rồi? Cô đang không có ở nhà à? Tại vì tôi mà ở nhà không làm cái gì ấy, thì tôi cũng chán, nên là tôi làm một ít công việc nhà cho nó khuây khỏa ấy mà. Thế à? Chắc là sắp tới Vú không cần sang nhà tôi làm giúp việc nữa đâu. Sao vậy cậu? Tôi làm gì có lỗi với cậu hay sao? Không phải là như thế, mà là tôi thấy sức khỏe của Vú hiện tại đang không tốt lắm. Với cả công việc trong nhà sắp tới cũng nhiều đấy. Thôi, Vú nghỉ ngơi đi, không cần phải đến làm nữa đâu nhá.
Alo, anh gọi cho tôi có việc gì đấy? Cô có đang ở nhà không? Tôi có, tôi đang nấu cơm này. Cô vào phòng đấy giúp tôi tập hồ sơ để trên bàn, mang đến công ty gấp cho tôi nhé, tôi đang cần đấy. Được rồi, mà này, anh có ăn cơm luôn không? Tắt máy luôn rồi à? Hôm nay ấy, anh ta đi làm cũng sớm, chắc là chưa ăn gì đâu nhỉ. Thôi kệ, mình cứ đem thêm một phần cơm cho anh ta. Ê, cô là ai mà tự tiện vào công ty đấy? Tôi là vợ của chủ tịch, tôi đến đây để đưa hồ sơ cho anh ấy. Cái gì? Cô bảo là vợ ai cơ? Vợ chủ tịch á? Lừa ai đấy? Tôi nói thật mà, tôi đến đây để đưa hồ sơ cho chủ tịch. Này, đừng có nói phét nữa. Bây giờ là rời ngay đi, trước khi tôi phải dùng đến năm đấm nhá. Tôi nói thật mà anh, nếu mà anh không tin thì... Thì làm sao, nhanh thì chứng minh đi xem nào. Lại chơi cái trò là nhờ người gọi điện xong giả làm chủ tịch á? Không có đâu. Khi nào mà chủ tịch xuống đây đón cô ấy thì hãng được lên nhá. Alo, tôi đến công ty của anh rồi, tôi đang đứng trước cửa ở đây, anh xuống đây sẽ đón tôi vào nhá. Thôi, hết bài chưa? Thôi bây giờ thật, đi đi cho tôi nhờ cái, không được, đừng có để tôi phải nóng đấy nhá. Cô ấy là vợ của tôi, tôi nhờ cô ấy đưa giúp tôi mấy tập hồ sơ ấy mà. Em chào chủ tịch. Thế đây là phu nhân chủ tịch ạ. Lần sau cậu mà thấy cô ấy, cứ để cho cô ấy vào thẳng trong nhá. Em biết rồi ạ. Công nhận là phu nhân chủ tịch có khác, quý phái nó toát ra rõ thế. Vậy sao? Thế mà vừa nãy chẳng phải anh bảo tôi là giống phường trộm cắp với cả đầu trộm đuôi cướp à? Nãy em nói đùa thôi, phu nhân đừng chấp ạ. Tài liệu của anh này, với cả em vừa nấu cơm xong, em có mang sẵn một phần cơm cho anh đấy, anh nhớ ăn nhá. Anh cảm ơn nhá. Đúng là phu nhân chủ tịch khác đã xinh đẹp lại còn đảm đang. Cậu lo làm việc đi. Dạ vâng ạ. Tại sao cơm lại có thể ngon đến như này nhỉ? Cô lên trên văn phòng của tôi đi. Mời vào ạ. Bên viết sách nấu ăn ấy, đã tìm được người phù hợp chưa? Dạ, hiện tại thì chưa tìm được một người có công thức riêng biệt để tạo nên dấu ấn đặc biệt được ạ. Thôi được, vậy thì để tôi giới thiệu một người này. Cô chuẩn bị cho tôi một cuộc họp sẵn đi. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Không, tôi chỉ muốn hỏi là chiều nay cô có nấu ăn không? Vậy thì tốt rồi, cô nấu thêm cho tôi một phần nhé. Đúng là cái hương vị này không thể nào mà lẫn đi đâu được. Anh về rồi à? Anh ngồi xuống ăn cơm luôn đi cho nóng. Cô ngồi xuống đây ăn chung với tôi luôn đi. Vậy cũng được. Tôi mời anh ăn cơm nhé. Anh thấy sao? Có hợp khẩu vị với các anh không? Rất là được. Tôi sao này? Cô có ước mơ gì không? Tôi á?
Tôi nghĩ là có chứ. Là con người thì ai mà chẳng có ước mơ riêng của mình. Vậy ước mơ của cô là gì? Tôi sẽ muốn kiếm thật là nhiều tiền. Sau đó thì tôi sẽ mở một cửa hàng nấu đồ ăn phát cho người vô gia cư. Tôi bảo này, công ty của tôi đang tuyển người chuyên bán công thức nấu đồ ăn riêng. Cô có muốn thử không? Tôi á, nhưng mà thật ra là tôi nấu ăn ấy không có theo một cái công thức nào cả. Tất cả cũng chỉ là tôi tự nấu như vậy thôi. Tôi cũng chưa từng đi học, nhưng mà nếu được thì tôi cũng rất muốn được trải nghiệm. Vậy là tốt rồi. Nhưng mà không thể nào mà tôi hỗ trợ miễn phí cho cô được đâu. Nếu như cô làm ăn được thì lúc đó tôi có thể giúp đỡ cô thực hiện ước mơ của cô, được chứ? Có được một công việc như vậy thì tôi đã rất là vui rồi đấy. Cô ăn đi. Cô coi chừng ấy. Lát nữa cô đi tắm kiểu gì có người nhìn cô đấy. Anh bị làm sao đấy? Chỉ có biến thái người ta mới làm như thế thôi. Chứ còn ma nào mà lại rình rập lúc mà người ta đi tắm. Này, tí nữa tôi đi tắm ấy, anh đừng có mang dở cái trò gì biến thái đấy nhá. Được, để tôi xem cô mạnh miệng đến đâu nhá. Sao tôi tưởng cô bảo cô không sợ, vậy mà cô hét ghê thế. Thì vừa nãy tôi sợ là anh ở bên ngoài xảy ra chuyện gì nên là tôi mới phải ra để mà bảo vệ anh thôi. Thế mà có người chạy ra tóm vào gấu áo tôi, nhăn hết cả rồi đây này. Tôi thôi, dù sao thì bây giờ trên danh nghĩa cô cũng đã là vợ của tôi. Tôi có bảo vệ cô ấy thì cũng có làm sao đâu. Thôi đừng có mà trêu tôi nữa đấy. Thôi chết. Ê à. Chúc mừng Minh Long của mẹ được 3 tuổi, Hà Nội ngày 19 tháng 11. Nhìn lúc nhỏ trông anh ta buồn cười thật đấy chứ. Như thế tức là còn mỗi 3 ngày nữa là sinh nhật của anh ấy à? Nếu mà như này thì mình phải làm một cái điều gì đấy bất ngờ cho anh ta mới được. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật anh. Anh vừa nhắm mắt lại xong rồi ước đi. Chúc mừng anh nhá. Như thế là bây giờ anh đã ở sinh nhật 32 tuổi, lại giảm thêm 1 tuổi nữa rồi đấy. Cô định ở đây phá nát nhà tôi ra đấy à? Phá đâu mà phá. Rõ ràng là tôi đang tổ chức sinh nhật bí mật cho anh còn gì nữa. Anh không cảm thấy vui à? Thật sự là anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn em rất nhiều. Thế là từ trước đến giờ anh chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật à? Có chứ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi phải dọn đàn tiền cho bữa sinh nhật của mình đấy. Biết thế mà ta không thèm chấp nữa. Nhưng mà ta chỉ nói thế thôi. Về nhà dọn dẹp cái đống này. Bây giờ đi làm là 8 tiếng một ngày rồi. Về nhà dọn dẹp xong không biết mai đi làm nổi không được.
Như thế là cuối cùng mình cũng đã ghi xong cái công thức nấu ăn này rồi. Lát nữa chỉ cần mang đến công ty cho anh Long nữa là xong. Alo, bây giờ tôi mang công thức nấu ăn lên công ty cho anh luôn đấy à? Chào Tường San yêu quý của mẹ. Dạo này con sống ổn chứ? Có chuyện gì vậy? Vậy thì mẹ vào thẳng vấn đề luôn nhá. Con giúp mẹ lấy công thức gia vị của công ty FM được không? Tất nhiên là không rồi, tôi có máy đây. Dạo gần đây ấy, mẹ nghe nói bố của con lâm bệnh nặng. Vừa phải nhập viện mà lại không có tiền để điều trị. Con thì lại không biết bố của mình đang nằm ở đâu. Tiếc thật đấy. Bà nói như thế là sao cơ chứ? Nếu như con chịu giúp mẹ vụ này thì mẹ sẽ giúp cho con gặp mặt bố đẻ của con. Rồi mọi tiền chi phí mẹ sẽ lo hết. Con cứ nghĩ kỹ đi. Này, bà đang đe dọa tôi đấy à? Alo, alo. Cô viết khá là vừa ý tôi đấy. Thật sao? Anh có cần tôi phải chỉnh sửa lại gì không? Không đâu. Chỉ cần như vậy là được rồi. Ngày mai cô lên công ty để họp. Chúng ta sẽ triển khai thực hiện việc kế tiếp. Tôi biết rồi. Anh ăn cơm đi. Cô nhìn tôi nhìn cái gì mà kỹ thế? Phát hiện ra vẻ đẹp trai trên gương mặt tôi rồi đấy à? Tôi bảo này, tôi thấy là anh cũng giỏi, gia đình cũng khá giả. Chắc là lúc mà anh thành lập công ty ấy, cũng đơn giản lắm đúng không? Không hẳn đâu. Tôi đi du học 6 năm, thế cho nên là khi tôi trở về nước ấy, lập nghiệp mọi thứ không dễ dàng như cô nghĩ đâu. Thế còn gia đình của anh? Gia đình lúc nào cũng bảo tôi là đi làm bánh việc sở hơi. Tại sao về nhà thừa kế? Nhà tôi không thích. Vậy à? Vậy thì chắc là công ty rất là quan trọng đối với anh đúng không? Tất nhiên rồi. Bởi vì đó chính là đứa con tinh thần của tôi mà. Nếu như mình tiết lộ, điều đấy sẽ làm công ty anh ấy sụp đổ. Anh ấy sẽ tống mình vào tù mất. Mình thích anh ấy mất rồi. Cuốn sổ công thức độc quyền ở công ty. Bây giờ mình thấy nó, mình sẽ chỉ sao chép na ná thôi, sẽ không sao chép y hệt. Bà đúng là người đàn bà thông độc thật đấy. Lát nữa tôi sẽ gửi cho bà sau. Bà, một công thức độc quyền ở công ty còn chưa đủ, bây giờ bà còn muốn nguồn vốn ở công ty nữa hay sao? Anh Long, thật ra mọi chuyện chỉ là còn gì để nói nữa không Tường San? Bây giờ nếu tôi nói là tôi bị ép buộc thì anh có tin không? Tôi tin. Nếu như tôi tin ấy thì cả công ty sụp đổ theo cô rồi hả? Tường San, mày đang làm gì vậy chứ? Bây giờ anh Long sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt mày nữa mất. Đã hơn 12 giờ rồi, thế mà anh Long vẫn còn chưa về nữa. Chẳng nhẽ là hôm nào cũng định tránh mặt mình như thế à? Hay là bây giờ mình gọi điện cho anh ấy thử xem sao nhỉ? Thì mình cứ gọi hỏi xem là bao giờ anh ấy về thôi, cũng không mất cái gì đâu. À, anh Long à, tôi gọi để hỏi anh là hôm nay ấy, thì lúc nào anh có thể về nhà được? Anh Long á, chắc là không được rồi. Anh ấy đã hứa tối nay sẽ ở lại với tôi. Cô là... Tôi là người bên cạnh anh ấy đêm nay. Vậy cô đoán xem tôi là ai? Thôi, tạm biệt.
chuyện nhá. Anh có muốn tôi pha cho anh một ly nước chanh ấm để mà giải rượu không? Không cần đâu. Mà này, ngày hôm đó là cô định làm gì đấy? Ngày hôm đấy, mẹ nuôi của tôi đã gọi điện và bảo là nếu mà tôi không đưa cho bà ấy thông tin mật của công ty của anh thì tôi sẽ không bao giờ được gặp bố của tôi nữa, mà bố của tôi đang nhập viện. Thật ra thì tôi cũng chỉ định làm giả thông tin thôi. Tôi cũng không có ý định bán đứng công ty của anh, bởi vì tôi đã thật sự thích anh rồi. Tôi trả lại cho anh này. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của hợp đồng rồi. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ tôi nhé. Em hứa với tôi đi, từ nay về sau ấy, em không được giấu tôi bất cứ chuyện gì sau lưng tôi. Em nhớ nhá. Em thề với anh là em chưa bao giờ muốn nói dối hay là lừa dối anh bất cứ một điều gì cả. Em anh hiểu rồi. Yên tâm đi, anh sẽ tìm cha mẹ ruột cho em. Nhưng mà từ nay về sau ấy, bất cứ chuyện gì phải nói ra với anh, nghe rõ chưa? Em biết rồi. Anh yêu em. Cái gì đây? Tại sao lại ly hôn? Đang yên đang lành tự nhiên lại đòi ly hôn là như thế nào? Chẳng phải trước kia em nặng nặc là đòi đăng ký kết hôn trước khi cưới, bây giờ lại đòi như thế này? Em đùa tôi à? Đùa? Anh nghĩ thử xem, có ai mà lại đem chuyện ly hôn của mình ra làm trò đùa không hả? Là ai? Là ai cứ đòi đằng nặc đăng ký kết hôn trước khi mà cưới? Điều đấy không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tại sao đang yên đang lành em lại đòi ly hôn hả? Đã có vấn đề gì à? Hay sáng nay em uống nhầm thuốc? Này, đến bây giờ mà anh vẫn còn có thể giả ngu với tôi à? Anh tưởng là những cái gì mà anh làm sau lưng tôi ấy, bao nhiêu năm qua tôi không biết sao? Hả? Nhưng cái gì anh làm sau lưng em, em biết rồi á? Sao, sao có thể như vậy được? Bạn ơi, 10 ly trà sữa mình gọi về sắp xong chưa? Dạ không đâu đâu chị ạ. Chị chờ em một tí nữa nhá. Ừ, mình biết rồi. Rồi, đây, vợ ngồi đây nhá. Cảm ơn chồng yêu. Vợ chồng với nhau ơi mà chẳng phải cái gì hả? Ôi, nhớ vợ nhớ con quá nè. Hai mẹ con đi về quê thăm gia đình kiểu gì mà đi mãi không về, làm chồng chờ dài cả cổ đấy. Thôi anh đừng có điêu. Hai tuần qua anh chả dục dịch để cưới bé San còn gì nữa. Thời gian đâu mà nhớ mẹ con em. Thôi em đừng có nhắc đến con bé San ấy nữa. Nếu mà không phải vì nó làm ăn được ấy, kiếm được nhiều tiền mà yêu vào thì lại ngu ấy, thì anh cưới nó làm cái gì? Anh cưới nó xong để một thời gian nữa thôi, anh ly hôn một cái, lúc đấy chia đôi tài sản ra ấy, anh sẽ cầm tiền đấy về để nuôi hai mẹ con em. Thế nào, vợ thấy chồng yêu vợ nhiều chưa? Em biết rồi. Mà cũng tại em sinh xong yếu đi, không làm ăn được mấy. Chứ nếu không thì em đã không để anh phải đi làm cách này để kiếm cháp. Thôi không sao đâu vợ. Bây giờ vợ chồng mình chỉ cần cố khoảng tầm 1 năm thôi là mình có ngay mấy tỷ liền. Thì con bé đấy vừa có nhà riêng, lại còn có cả công ty riêng, tiền trong tài khoản của nó ấy, cũng ok lắm đấy. Anh phải mất bao nhiêu công sức thì mới lừa được nó, để nó tin ý là anh yêu nó thật lòng đấy. Một thời gian khi anh ly hôn xong nhá, chia đôi tài sản một cái, anh sẽ đem tiền đấy về. Thế là hai đứa mình, lúc đấy hai đứa mình sẽ lại là một đôi. Em ấy sẽ danh chính ngôn thuận là vợ của anh nhá. Dạ. Kìa San, anh bị điếc rồi à? Mau buông tay tôi ra.
Tuần San, em nghe anh giải thích đã. Tình cảnh lúc đấy không giống như anh đang nghĩ đâu. Mọi chuyện tình cảnh... Này, tôi nói cho anh biết nhá. Anh có muốn giải thích cái gì nữa? Anh với cô ta đã có con với nhau được 6 tháng rồi. Bây giờ anh có muốn nói gì nữa đấy hả? Này, tao nghĩ mày từ nãy giờ là đủ lắm rồi nhá. Mày lấy cái tư cách gì ra mà nhổ nước miếng vào mặt tao hả? Mày... Cái cách anh hành động ấy, đúng là không thể nào mà làm cho người khác tôn trọng anh được. Mày là cái thằng nào chứ xem vào chuyện của tao? Bỏ cái giọng coi thường phụ nữ như vậy đi. Anh càng nói ấy, người ta càng chắc chắn về nhận thức của anh có vấn đề đấy. Bố cái thằng điên, mày là cái gì của sao mà xem vào chuyện của tao cả nó? Tốt nhất, anh mau xin lỗi cô ấy đi. Bố cái thằng dở hơi, mày... À... Hay là chính chúng mày đó là tòm tem sau lưng tao để cắm sừng tao, rồi cái con danh này dựng chuyện lên là tao cắm sừng nó để rồi bây giờ kiếm chuyện với tao hả? Này, anh nói cái gì đấy hả? Anh có tin là tôi sẽ kiện anh ra tòa không? Mày dám à? Mày... Này, anh mà động tay động chân cô ấy, tôi không chắc tôi sẽ làm gì với anh đâu. Tao mà phải sợ mày á? Cảm ơn anh nhiều nhá. Nhưng mà tôi với anh có quen biết gì nhau à? À, không có đâu. Thật ra là vừa nãy tôi chạy qua nhà bạn chơi, vô tình tôi lại nghe được câu chuyện của cô và anh ấy cãi nhau. Với cả là tôi cũng hơi tò mò chút nên đứng lại nghe. Sau đó thấy cô bỏ đi, anh ta đuổi theo. Tôi lo quá nên là... Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên đứng lại nghe lén chuyện của cô. Không sao đâu mà, nếu mà không có anh, tôi cũng không biết là sẽ thoát khỏi anh ta như nào nữa. À, giới thiệu cô một chút. Tôi là Long. Hiện tại tôi đang làm trong công ty luật sư gần đây. À, đây là danh thiếp của tôi này. Sau chuyện ngày hôm nay, tôi nghĩ cô sẽ cần một người luật sư như tôi đấy. À, trùng hợp vậy, anh là luật sư luôn á? Vâng, đúng rồi. Vậy thì được rồi, bao giờ mà tôi cần thì tôi sẽ đến công ty của anh và chúng ta sẽ nói chuyện nhé. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, bây giờ tôi có một chút việc, tôi sẽ phép đi trước đây. Ở sau vào nhanh cái chân lên chứ. Dạ, nhưng mà có chuyện gì thế ạ? Bình thường có vội lắm chủ tịch cũng đâu gấp gáp như này đâu. Cô nhìn cho kỹ ảnh này vào, nhớ mặt cô gái này đi. Nếu như thấy cô ấy có đến công ty của chúng ta tìm luật sư ấy, thì cô phải giới thiệu tôi. Mà cô giới thiệu ấy là giới thiệu luôn, không phải vòng vo tam quốc, nghe rõ chưa? Giới thiệu chủ tịch ấy ạ? Đúng rồi, giới thiệu tôi. Nhưng mà cô không cần phải nói cô ấy tôi là chủ tịch đâu, nhớ chưa? Nhưng mà sao lại thế ạ? Bình thường sếp đâu có tự xuất trận như này đâu. Trời, tôi dặn thì cô cứ làm như thế đi. Cô hỏi nhiều làm gì? Cô quản tôi đấy à? Hay là cô đang muốn leo lên đầu tôi để ngồi vào cái chức chủ tịch này đúng không? Làm gì có ạ? Chỉ là em hơi thắc mắc một chút thôi. Được rồi, cô đi làm việc đi nhá. Dạ vâng ạ. À, dạ chào chị. Chị Lễ Tân ở đây ạ. À, chị ơi. À, chị đến tìm luật sư ạ? Dạ vâng, đúng rồi. Tôi đang muốn làm ly hôn với vợ chồng. Tại vì chúng tôi đã lỡ đăng ký kết hôn trước khi mà tổ chức đám cưới đấy. Không biết là công ty của mình có ai giỏi về mảng này không nhỉ? À, dạ bên em thì về mảng này có rất nhiều người ạ. Hay là để em lấy bảng giới thiệu luật sư cho chị xem nhé. Ơ, à, em đến rồi ạ? Hôm nay em đến đây tìm luật sư đấy à? Dạ vâng, mà em cũng mới có thể sắp xếp xong công việc để mà qua đây đấy. Sao này, hay là thế này đi. Em thuê anh đi, dù sao anh cũng đang rảnh. Mà là người quen nữa, anh sẽ lấy giá rẻ thôi, được không? À, dạ vâng, như thế cũng được ạ. Vậy thì anh mời em lên văn phòng của anh, chúng ta tìm bàn bạc luôn nhá. Dạ, ok anh. Anh đã nói rồi, không có ly hôn gì hết. Chuyện giữa anh với cả Vân ấy chỉ là do anh bị cám dỗ nhất thời mà thôi. Em không hiểu cho anh là sao. Anh biết, anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Em đừng có nhỏ nhen như thế nữa. Tại sao cái gương mặt này của anh bây giờ tôi mới có thể nhìn ra nhỉ?
anh quả thật là một con người bỉ ổi đấy. Tôi đã bảo rồi, ly hôn là ly hôn. Khi nào mà tôi còn có thể tôn trọng anh như bây giờ ấy, thì tốt nhất anh nên ký vào tờ giấy đi. Ta đã nói không ly hôn cái gì ở đây cả, nghe rõ chưa? Tôi hỏi thật nhá, cái khuôn mặt của anh ấy nó đã được đúc bao nhiêu nghìn năm rồi mà tại sao nó lại có thể dày như thế hả? Mặt ta mà có dày cũng không bằng mặt này đâu con ạ. Chính mày mới là người ngoại tình, rồi bây giờ mày đổ lỗi cho tao. Con bảo là tao có con với cả người khác à? Tôi ngoại tình á? Bằng chứng đâu? Thế mày với cả cái thằng luật sư đấy là mối quan hệ như thế nào? Tao yêu mày được hơn một năm, chưa bao giờ thấy mày đưa cái mặt thằng luật sư đấy ra ngoài cả. Thế mà tự nhiên bây giờ nó lại xuất hiện ra để nó bảo vệ mày. Có khi mày với cả nó còn có con với nhau rồi hay sao ấy? Này, anh ăn nói cho cẩn thận nhá, đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải loại bị ổn như anh đâu. Mày! Này! Hở tí ra động tay động chân con gái thế. Anh bị đứt dây thần kinh nhục nhã rồi hả? Lại là mày, thằng khốn này. Cầm lấy và nghe đi. Từ nãy đến giờ tôi gọi tốn tiền lắm rồi đấy. Sao ta lại phải nghe? Anh Cao ơi! Cứu em! Sao? Muốn nghe rồi à? Alo! Alo! Vân! Là Vân hả em? Đúng không? Anh ơi! Cứu em! Em đang bị bắt nhốt trong nơi ghê gớm lắm! Em sợ! Em đừng lo! Thế còn con? Con... Không! Đám người bắt cóc chỉ bắt em đi! Con em gửi bên Bắc từ sáng! Nhưng mà hình như bọn chúng biết con em ở đâu rồi! Anh ơi! Em sợ lắm! Được rồi! Em cứ bình tĩnh! Đợi anh nhá! Thằng khốn này! Mày mau nói địa chỉ cho tao ngay! Bỏ cái tay xuống! Anh nên nhớ ấy, vợ của anh đang trong tay của tôi đấy. Ký đi, ngay vào luôn. Ký xong ấy, tôi sẽ đưa địa chỉ cho anh, chỗ mà người tình anh đang nằm ấy. Nhưng mà tôi nói trước, đến kịp hay không ấy, phụ thuộc vào vận may của anh thôi. Này! Này, nhanh tay nhanh chân lên đi. Cứu người một giây ấy, quan trọng lắm đây anh Dài ạ. Được. Mau đưa địa chỉ đây, nhanh lên. Dăm ba mấy cái lúc như này ấy, mới chịu nhanh trò. Nhưng mà anh này, anh làm như vậy liệu có ổn không? Lỡ hắn ta báo công an thì sao? Công an cái gì? Đấy là anh đấy, anh cho người giả giọng thôi. À, thế á? Thế nhỡ may mà hắn ta gọi cho cô ta thật thì làm sao? Gọi làm sao được? Hàng thật á, anh cho cô ta ngủ ít nhất sáng mai mới tỉnh được. Em đọc đi. Trước đây mấy lần em bắt hắn ta ký vào đơn ly hôn, hắn ta không chịu đúng không? Bây giờ anh làm như này, cố gắng sau này đừng để bị thiệt đấy nhá. Thỏa thuận đơn ly hôn á? Nhưng mà trong này toàn là những cái quyền lợi mà có lợi về phía em. Làm như thế này cũng được á? Được chứ sao không được. Mà thôi, bây giờ chúng ta đi nộp đơn đi, tranh thủ hắn ta đang ra ngoại thành. Nhưng mà anh đưa cô ta ra tận ngoại thành luôn á? Đâu có đâu, như thế thành bắt người trái phép rồi còn gì. Anh chỉ gửi vị trí ngoại thành ra cho anh ta thôi. Anh nói gì cơ à? Toàn chấp nhận đơn ly hôn đấy rồi ý ạ? Ừ, để tình quen biết nên anh mới nói trước cho chú biết đấy. Mà chú nghĩ sao chú lại đồng ý ký vào thỏa thuận ly hôn mà toàn để thuyệt cho mình không vậy? Rồi điên cái đầu quá. Em có tự nguyện như thế đâu anh. Em bị người ta gài. Chuyện đời tư của chú, em không muốn xen vào quá làm gì. Nhưng mà chú cũng coi đó đấy chứ. Cưới vợ kiểu gì cuối cùng nhận được mỗi mẫu giấy chấp nhận ly hôn của tòa. Không kiếm được đồng nào cho mình nghe cũng hơi ấy nha. Thôi anh vào làm cái đã. Chú chờ thông báo hầu tòa chính thức đi nhá. Dạ vâng. Được rồi, em cảm ơn anh nhiều nhá. Từ San, mày mau ra đây cho tao. Từ San, con khốn này. Tao biết mày đang ở trong nhà đấy, mày mau ra đây mày gặp tao, nhanh lên. Từ San, mày mau ra đây. Con khốn kia, Từ San. Cô ta đi ra ngoài được một lúc rồi. Ôi dồi, cái gì đấy, ra hết cả mình ấy. Cô là hàng xóm của cái Từ San à? Không, ai thèm làm hàng xóm với cái loại hồ ly đấy. Ê, cô là cái gì?
tôi cũng giống như anh, cũng không muốn nó sống yên ổn, được chưa? Tôi có chút chuyện nhờ anh đây. Nếu như anh giúp tôi, có thể anh sẽ kiếm được vài chục đấy. Gì? Làm cái gì mà được tận vài chục á? Nghe êm ấy. Đi theo tôi ra đằng kia đi, chúng ta sẽ bàn chuyện một chút. Ok. Người ta hùng hục cả đêm hôm qua, không cho người ta nghỉ một tí, cho gì vác mặt đến ấy. Nói nhiều thế, video đâu? Đây. Đây nhá. Full HD. Phải công nhận là cái máy này cô đưa cho tôi, pin trâu, quay lại nét nữa. Uy tín phết. Uy tín hay không phải kiểm tra mới biết được. Cũng có kinh nghiệm phết đấy. Được. Người ta bao nhiêu mùa lột bánh chưng mình rồi, phải thể hiện tí chứ. Đợi tí. Chuyển khoản rồi đấy nhá. Ok. Từ giờ trở đi, không liên quan gì đến nhau. Ok, bye. Tôi làm theo xong hết rồi đấy ạ. Cô... Tại sao cô lại có những cái video này cơ chứ? Chẳng nhẽ cô chính là người đứng sau hãm hại tôi hay sao? Cái đó cô không cần phải quan tâm. Chuyện cô cần làm là ấy, cút ra khỏi anh Long của tôi. Cút càng xa càng tốt. Nếu không, tất cả những hình ảnh này tôi sẽ đăng lên mạng. Đến lúc đó, đời cô đi tong thì tôi cũng chịu. Mang tiếng cô là luật sư, thế mà cô lại có thể ăn nói như vậy à? Chính vì làm luật sư nên tôi mới dám làm như vậy đấy. Sao? Bây giờ cô muốn tôi tung những hình ảnh này của cô lên mạng đúng không? Tôi thách cô làm đấy. Cô dám thách thức tôi á? Cô làm cho tôi xem đi. Chủ tịch, sao anh lại... Tôi xin chia buồn cho cô. Cái ngày mà cô đứng nói chuyện với anh Cao ngoài cửa nhà San ấy, tôi đã đứng nghe hết cả rồi. Anh kia, sao anh bảo là chuyện này chỉ có mình tôi và anh biết thôi mà? Ừ thì tiền thì tôi cũng thích thật đấy, nhưng mà đau quá thì tôi không chịu được. Vị chủ tịch này đã thuê giang hồ thật, giá thật, đánh tôi một trận. Đau quá nên là đành phải khai thôi. Cái gì cơ? Chuyện mà Cao đã làm theo lời của cô, chốt thuốc mê tôi, sau đó là chụp ảnh lại. Thật ra tôi và anh Long đều biết cả rồi. Chẳng qua là chúng tôi đang tương kế tiệu kế với cô mà thôi. Chủ tịch, chuyện này Em chỉ là nhất thời thôi ạ. Nhất thời á? Nhất thời mà cô đã làm cái điều bỉ ổi này bao nhiêu lần rồi? Chỉ vì cái tính ghen tuông vô cớ của cô dành cho tôi thôi đấy. Cô Linh ạ. Anh Long, em xin anh đấy, anh đừng kiện em được không? Em cũng chỉ vì yêu anh, em muốn tốt cho anh thôi mà. Thôi đi. Tôi nói thật nhá, tôi nói với cô rất nhiều lần rồi, tôi chỉ coi cô như là đồng nghiệp thôi. Vậy mà cô lại đi dở những cái trò này ra đấy à? Rồi hết những lần này lần khác, cô phá những cô gái xung quanh tôi, trong khi tôi đã nói như nào rồi. Thôi, cô chuẩn bị tinh thần mà ra hậu tòa đi nhá. Anh Long. Vừa rồi anh không làm em đau chứ? Dạ không. May quá. Mà anh Long này, em vẫn luôn có một thắc mắc từ nãy đến giờ. Em thắc mắc gì? Em hỏi đi. Thật ra là anh với các em cũng chỉ mới quen nhau vài tháng nay thôi. Thế mà lúc nào anh cũng giúp đỡ em nhiệt tình, với cả lại giúp đỡ không công như vậy nữa. Cứ như là bọn mình đã quen nhau từ trước đó rồi ấy. Cả cái vụ mà anh đã giúp em ly hôn với chồng cũ nữa, anh cũng không hề lấy tiền. Anh cho em xem cái này, xem có nhận ra không nhá. Dạ. Em còn nhớ anh chàng này không? Đây là bạn mà em đã chơi thân từ hồi cấp 3 mà.
Do là khai sinh chậm nên là dù lớn hơn em 1 tuổi, nhưng mà cậu ấy vẫn học cùng lớp với các em đấy. Em nhớ quá. Thế mà em gặp lại mấy người đó mấy tháng nay, em không nhận ra. Ý của anh là bạn này là anh á? Trời ạ, tại sao bây giờ nhìn anh ấy đúng là khác hẳn một trời một vực luôn đấy. Em xem ảnh em thấy rồi đấy. Hồi đó ấy, anh vừa béo, vừa nghèo vừa xấu nữa, chẳng có ai chơi cùng. Đã thế lại còn bị bắt nạt đến mức trầm cảm cơ mà. Nhưng mà may sao ấy, thời điểm đấy lại gặp được em. Em là người bạn chơi với anh thật tâm nhất đấy. Có gì đâu, tính của em cũng là vốn quản giao ấy mà. Nhưng mà em phải công nhận đấy, là bây giờ trông anh khác lắm. Thì sau này khi mà anh có tiền rồi, biết chăm chút lại bản thân, nhìn lại cũng thấy khác thật. Chẳng mấy ai nhận ra anh hồi đó đâu. Còn em, riêng em thì anh thấy vẫn thế thật. Vẫn xinh như ngày nào. Anh gặp em một phát là anh nhận ra luôn đấy. Cũng công nhận là trái đất này bé thật. Em không ngờ là lại có thể gặp lại anh đấy. Sao này, chính vì cái thời điểm ngày xưa khi mà anh khổ nhất, em đã là người giúp đỡ anh nhiều nhất. Thế cho nên khi anh biết em và chồng gặp chuyện như vậy, anh muốn đứng ra giải quyết giúp em. Mong sao có thể trả ơn của em ngày xưa đấy. Không chỉ có thế đâu, anh cũng muốn nhân cơ hội này, muốn hỏi em một cơ hội. Liệu chuyện của bọn mình còn có thể tiến xa nữa không hả Sang? Em... Anh biết là có thể bây giờ anh nói ra cái này hơi đường đột, nhưng thật lòng anh muốn được đi cùng em thêm một lần nữa. Nếu như em vẫn còn do dự ấy, em hãy cho anh một chút thời gian để anh có thể chứng minh tình cảm của anh dành cho em được không? Anh sẽ không như tên Cao đấy đâu. Anh... Em biết mà. Em đồng ý.